Một vụ trộm xe máy liều lĩnh giữa ban ngày vừa được camera an ninh ghi lại. Theo đó, vào lúc hơn 7 giờ sáng ngày hôm qua, ba đối tượng nam đi trên hai xe máy vào đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Triều, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, một đối tượng xuống xe, đi bộ quanh các con hẻm tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Sau khi phát hiện một xe máy hiệu Exciter đang đậu trong một nhà dân, đối tượng này đã bẻ khóa rồi phóng xe bỏ chạy. Phát hiện sự việc, nam thanh niên là chủ xe đã đuổi theo rồi bám vào sau xe. Anh này bị đối tượng trộm xe kéo lê nhiều mét trên đường. Đến khi bị ngã xe, phải chạy bộ thì đối tượng trộm xe liền bị người dân trong hẻm khống chế. Sau đó, công an phường Tân Đông Hiệp tới đưa đối tượng Trần Việt Hoàng, 21 tuổi, quê Hà Tĩnh, về đồn để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời truy bắt đồng bọn của đối tượng này. Đoạn clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận của cư dân mạng. Bắt được nó rồi thì sớm muộn cũng sẽ tìm ra hai tên đồng phạm kia thôi. Tối nay cứ phải xử cho cải tạo lao động chung thân trọn đời, cho chừa cái tội không làm mà muốn có ăn. Chắc chắn chúng trót lọt nhiều lần rồi nên rất chuyên nghiệp, bài bản. Mong rằng công an sớm tóm gọn hết băng nhóm tội phạm này.